nóng, tổng hợp tất cả trang bị và vật phẩm trong mùa Halloween cho anh em cày chay. Chào các bạn, trong sự kiện lần này, nhà phát hành không quên dành tặng cho người chơi những phần thưởng hấp dẫn để mùa Halloween trở nên thú vị hơn. Vậy chúng ta sẽ nhận được những gì? Ngày hôm nay, hãy cùng mình giải mã nhé! Đầu tiên, đó là 3 hộp quà Halloween. Người chơi sẽ có cơ hội nhận được tổng cộng 5 chiếc mặt nạ và 1 chiếc mũ bí ngô khi mở hộp này. Với thiết kế có phần rùng rợn nhưng lại không kém phần dễ thương, những vật phẩm này sẽ khiến mùa Halloween trên đảo Kaia trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Thứ hai, trang phục đào kho báu vào ngày hôm nay. Mang phong cách một quý ông lịch lãm nhưng lại vô cùng Halloween, điểm mình thích nhất đó là chiếc áo choàng đen. Mọi người đã đào lên được mấy dương kho báu rồi, hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Thứ ba, trang phục ong thây ma. Người chơi Play Together có lẽ đã rất quen thuộc với trang phục ong mật rồi đúng không nào? Và trong sự kiện lần này, đó là trang phục ong thây ma hoàn toàn mới mà người chơi có thể nhận được khi hoàn thành cửa hàng đường cống tối. Ngoài ra, thuyền vịt thây ma là phần thưởng được mong đợi nhất mùa Halloween lần này. Là một phương tiện có thể câu, bạn có đoán được tốc độ của thuyền là bao nhiêu không? Thứ 4, mặt nạ phòng độc và ba lô sinh tồn là hai vật phẩm bạn sẽ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ sách sưu tập sinh vật kỳ quái. Cuối cùng, đừng quên điểm danh đủ 7 ngày để nhận được mũ cá lồng đèn thây ma nhé. Vừa rồi là tổng hợp toàn bộ trang phục và vật phẩm cày chay trong sự kiện Halloween 2023. Nếu thấy hữu ích hãy thả tim cho mình nhé. Chúc các bạn chơi vui!